Hello, cuộc sống thực tế. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục về thêm một con quay Thái 110 xe chính chủ nha. Hồ sơ đang cầm tay luôn nha anh em. Hồ sơ này đang giúp về, nói chung là giúp về về mình. Anh em hiểu không? Không còn ký nói nữa là mình giúp thẳng về doanh nghiệp luôn nha anh em. Là anh em chỉ cần đưa chứng minh, ha, chụp chứng minh qua cho mình là mình sẽ sang tên qua cho anh em. Tại vì mình giúp về doanh nghiệp luôn cho nó gọn anh em. À, mà ký nói nhiều khi cái tỉnh này vô được cái tỉnh kia vô không được, mất công lắm. Giờ mình giúp thẳng về luôn anh em, giúp thẳng về doanh nghiệp luôn, là anh em chỉ cần đưa giấy chứng minh là giờ ký cái bục qua nhanh gọn lẹ luôn anh em. Thì không để mất thời gian của anh em nữa. À, xe này là còn nguyên zin nha anh em, đồ zin còn rất là nhiều, với lại xe này chưa gất đầu, máy im. À, mình sẽ quay sơ tổng thể để anh em xem nha. Ở đây anh em, đây là con quay Thái đời 99 nha anh em. Xe này không phải 2000, xe này đúng đời 99, nhưng người ta đã vô hết nguyên áo 2000, vô dàn áo 2000, áo zin, tem zin nha anh em. Đây áo zin, tem zin đây. À, anh em thấy không? À, bô zin luôn nha anh em, bô zin theo xe luôn nha. Cái bô này là cái bô zin theo xe 2543 đời cuối của quay Thái nha anh em, chứ không phải bô mới nha anh em. Nhìn phân biệt nè. À, cái đít này nè nó sẽ đưa ra nha anh em đó, còn cái đời mới này nè anh em thấy không, cái đít này nó không có đưa ra, anh em thấy phân biệt không? Cái này nó sẽ húp vô đó, cũng 2543 luôn, nhưng cái hàng này là hàng mới nha anh em. Còn riêng hàng này là hàng, là hàng này là hàng zin theo xe nha. Cái này là anh em mình chia sẻ nha, chứ anh em đừng nói là bô năm 2543 là hoàn mới là không phải đâu nha. Cây này là gọi là cây zin theo xe nha, nó nổ rất là hay. Đây em quay chi tiết để anh em coi ha. Xe này chưa gất đầu nha anh em, ốc tán còn liền lạc lắm nha anh em. À, máy im lắm đây. À, đó. Bô nổ hay lắm nha anh em. Xe này là liền nguyên một con luôn nha anh em. Đây gấp gấp bột sên còn đẹp nha, tương đối khá nha anh em, ốc mà còn sáng nha anh em, chưa xuống xanh nha. 99 nha anh em, xe này 99 chứ không phải là 2000 nha anh em. 99 là ổng xài ổng chỉ nè anh em thấy không, nhưng đã vô áo 2000, áo này còn mới nha anh em, không bể ngàm luôn nha. Xe này hiện tại bây giờ em đang review với anh em xem, anh em coi chi tiết. Đây tắt máy cái nói chuyện anh em dễ nghe nha. Chân chống còn zin theo xe anh em thấy không, chữ V còn nè. Hả, đó, chân chống còn zin theo xe, chữ V còn. Xe thì máy móc thì khô rang luôn nha. Bây giờ mình quay trước để anh em xem ha, anh em xem chi tiết để mình sẽ chia sẻ anh em nguyên con luôn. Xe này cái giá mong muốn mình đi là nhanh gọn lẹ 28 triệu nha, bao hồ sơ anh em luôn nha. Còn nếu mà không bán thì mình sẽ thịt xả thịt ha. Đó là xe nguyên zin 28 triệu mình bao hồ sơ nha anh em. Đó, xe chân cẳng đồ, ốc tán đồ còn sạch sẽ nha anh em. 99 dàn áo 2000. Đó. Em quay chi tiết cho anh em coi luôn. Xe này đồ zin còn nhiều lắm, niền niền tâm đồ còn zin theo xe luôn nè anh em. Anh em thấy rõ không? Gamushi niền zin theo xe nha, chứ không phải niền mới nha. Đó. Niền chưa một lũng nha anh em. Nè, em quay coi anh coi nè, niền còn đẹp lắm anh em. Niền sau còn đẹp lắm. Xe này hiếm anh em ơi, mấy cặp niền sau này hiếm lắm mới có mấy cặp niền mà đẹp được vậy nè anh em. Đó, mình quay cho anh em coi, nói chung là chưa một lũng gì nha anh em. Đó, còn rất là đẹp ha, toàn bộ zin theo xe. Đó, đời nhẹ là nổ nha anh em, bóp nhẹ là nổ. Đó, máy im lắm anh em. Đấy, máy nổ đó anh em, nói chung là chá trước chá sau vàng áo luôn à, còn nguyên zin hết anh em.
nguyên zin hết, niền trước niền sau cong đùm niền nó còn zin hết trơn đó anh em. Xe này tương đối còn khá, giá dễ chơi luôn. Cái cây bô này cổ còn luôn nha anh em, bô zin còn luôn á. Cái này cây bô zin theo xe nha anh em, đừng nói cái gì, cây bô mà bô mới nha, bô zin theo xe. Cái đời 2543 này hình như là cái đời cuối cùng của quê Thái luôn đó nè, đời cuối cùng bô nè. Mặt tiền còn đẹp nè ha. $99 vàng áo 2000. Xe này nói chung là hồ sơ đồ này kia là em đang cầm, mà rồi hồ sơ giấy nhập thì 99 nha, đáp đồ này kia là 99. Còn đây em còn con 2000 MTE hắn đĩa, cục máy cũng còn im lắm. Anh em nào dứt nguyên cục em để nguyên cục luôn ha. Đó. Đầu đen nè, đầu đen, đồng hồ. Đó. Con bên kia 23 triệu á, em bao hồ sơ anh em, 23 triệu em bao hồ sơ, xe 99 luôn. Xe này là gất đầu gất nồi nha anh em, 23 triệu. Đó. Còn anh em nào chung là xe này bữa giờ mình đang bán cũng này cũng lâu rồi anh em. Không anh em nào chơi thì em sẽ thịt luôn anh em. Hôm nay em sẽ thịt luôn, thịt da hết sẵn, dẫn da thịt. Rồi sẵn đây em review anh em coi ha. Anh em nghịch nắng em còn mấy cái đồng hồ 110 anh em. Nó nghịch nắng anh em nó hơi chói á. Đây mấy cái đồng hồ 110, đồng hồ phụ trợ có rồi, củ đề chung bình xăng. Đây bình xăng em đang mở bình xăng, đang làm bình xăng này, làm được sáng giờ làm được mấy bình anh em. Đó. Ha, mấy bình. Bình này giá mềm mềm thôi anh em. Đây, 5 xị cái ha. Đây Superdim đời đầu nha anh em. Đó, 5 xị. Đây là bình quay S Thái 6 xị. Nó nghịch nắng anh em, quay này thì nó sẽ sáng hơn. 5 xị bình, 5-6 xị không nha anh em. 88 này 5 xị luôn nè anh em. Đó, có mã số K26 5 xị. Đen bình nữa là 88 luôn nè. C ha, C26 nè, nãy kia K cũng 5 xị luôn. Chung Supreme ha. Thằng này Supreme đề này chắc 28 hay 9 gì nè anh em. Cũng 5 xị luôn. Cứ bình 5 xị, 5 xị. Nó nguyên đóng bình. Còn bình 99 đẹp nha anh em. Đó anh em coi nè, nó quay nè. Quay vậy nè, tại vì sao cái nắng á, nó bị nghịch. Nè, cho nên là anh em thấy bình nè. Ha. Chưa vệ sinh nha anh em. Mới lựa ra nha. Thực tế luôn là bình này mình chưa vệ sinh. Quay cho anh em review anh em coi ha. Đấy. Bình này 900 nha anh em. Quay Thái dở mắt lắm. Rồi 99 nữa. Anh em còn cục phu chờ nè. Anh em nào chơi thì alo cho em ha. Đầu lòng lóc dên. Đây đầu lòng nè. Số lóc dên. Đây quay lóc dên lâu rồi. Bữa giờ không quay lóc dên cho anh em xem. Đây lóc đây. Ha. Lóc 110 bơm nhất giờ có đầy đủ hết nha. Bữa giờ không có quay, đây là dên đây. Dên 110 anh em. Đó. Học bình. Học bình, học đồ nghề, cầm con tắc vi đông. Đó. Quay chi tiết để anh em xem luôn. Dắt chân nha. Hồi bữa anh em là hỏi cần số si đi. Supreme C đó anh em. Chicken ha, còn 2 cần. Bánh tháo 2 cần này ra chùi đi bánh. Giữa dầu máng lên. Để xếp.
Đây em còn cái đầu gắt chân full full ốc luôn em. Đây ốc zin nha anh em. Đó, ốc zin còn màu chưa xuống xanh. Còn một cặp luôn anh em. Còn cặp này đẹp lắm anh em. Ốc tán còn đầy đủ nè anh em. Cặp này, cặp này đẹp tính ra vô xe nhà đó anh em. Anh em nào chơi để anh em luôn ha. IC mô bin sườn quay sờ để anh em coi ha. Bộ dàn áo phu chờ anh em nào chơi để rẻ rồi nha. Hai dài xị anh em về anh em bỏ sơn si là sơn lại nha. Còn đây còn mấy cặp bánh nè, cặp bánh của Quy Thái 2000 sơn bạc còn đẹp ha, niềm vinh nha anh em, Lucy. Đó, anh em nào xài thì alo cho mình nha. Đây còn cặp này nữa nè, mâm yên lóc. Đây có lóc phu chờ nè anh em, mấy cái lóc lóc phu chờ cái diện 100.000 anh em. Anh em nào xài về mua về sơn lại anh em, phu chờ với ít cha Quy Thái có luôn đó, mấy lóc mấy đuôi cá đâu á, 100.000 cái nha, xả luôn. Đây còn cái gắt chân dài hàng tiễn nha anh em, hàng tiễn, hàng tiễn. Đây cái yên thì 2,5 có, 3,5 có nha anh em, 500 có luôn. Yếm hai hai tem, yếm hai tem diêm Quy Thái nè. Rồi còn cặp cục đẻ đó, anh em về anh em nào chơi thì cứ inbox cho mình ha, chẳng ba đẻ luôn. Rồi video tới nay mình xin kết thúc ha. Cảm ơn tất cả anh em đã bỏ ra một thời gian quý báu để xem video của em. Xem video nhớ cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ để anh em mình cùng nhau phát triển kênh nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây.